Xin chào các bạn, RockQR1 đã ra một cái phiên bản nâng cấp phần mềm. Mình nghĩ là đây là cái phiên bản nâng cấp mà tất cả anh em đều cần phải nâng cấp. Nó là cái phiên bản firmware 2.1. Cái phiên bản phần mềm này mình thấy là cái nâng cấp đáng giá nhất, là nó đã xử lý được cái vấn đề liên quan đến độ trễ của cái cây RockQR1. Thì có khá nhiều anh em sau khi mà trải nghiệm xong cây RockQR1 thì có phản hồi với bên mình là nó hơi bị trễ một xíu. Có nghĩa là một vài tiếng mình thổi xong khoảng một chút xíu thôi. Có nghĩa là về cơ bản những cái bài mà mình cần độ mượt mà thì nó không ảnh hưởng gì. Nhưng mà những cái bài mà đánh là tốc độ nhanh, tốc độ cao ấy, thì nó có xảy ra tình trạng liên quan đến cái độ trễ, khiến cho mình cái cảm giác khi mà mình đánh nó không còn thật nữa. Thì cái phiên bản này nó đã thêm một cái tính năng là tính năng legato trong cái cài đặt nâng cao. Thì ở cái cài đặt mặc định thì nó bật, thì cái hiệu ứng này nó sẽ mô phỏng cái hiệu ứng giảm dần trong quá trình chuyển đổi giữa các nốt. Nó sẽ làm cái các nốt nó có cái dấu hiệu là nó mượt hơn một xíu. Nhưng mà điều này thì có thể là dẫn đến cái tình trạng là cái tiếng phát ra nó sẽ có cái sự delay nhẹ. Thì đây là cái mà mình thấy là nó đáng giá nhất khi mà mình nâng cấp lên cái phiên bản mới. Ngoài ra thì còn một vài tính năng nữa mà nó update trong phiên bản cái phần mềm này. Thì đây là mình sử dụng cái dịch tự động để nó dịch sang tiếng Việt, thì có thể là cái ngôn từ nó không được khớp cho lắm. Nhưng mà về cái cảm biến hơi nó cũng đã được nâng cấp. Hay là có thể là mình bật tắt được cái phím sound ở đây. Hay là một vài cái nâng cấp khác. Mình nghĩ là những cái nâng cấp đó thì nó cũng không có quá thiết thực trong quá trình sử dụng. Mà cái nâng cấp cốt lõi nhất đấy là nó xử lý được cái vấn đề delay cho anh em. Để cập nhật firmware lên phiên bản mới nhất thì chúng ta cần cái phần mềm tên là Jamku. Thì mình khuyên các bạn là đã mua R1 rồi nên cài đặt cái phần mềm Jamku. Mình vào phần device và vào phần SR1 thì ngay lập tức nó sẽ quét xung quanh xem có cây R1 nào xung quanh hay không. Thì các bạn lên lưu ý là mình sẽ phải bật cả Bluetooth ở trên kèn nữa các bạn nhé. Chỉ cái phần mềm này nó mới nhận diện ra được. Và sau khi mà mình add cái cây R1 thì ngay lập tức ở bên dưới các bạn có thể thấy này, một là chúng ta có thể là được miễn phí 1 năm cái Jamku Premium. Mình có thể sử dụng full tính năng ở cái phần mềm Jamku này. Và thứ hai, các bạn nhìn ở phía bên dưới nó có cái new update V2.1 và phiên bản hiện tại là phiên bản 1.8. Thì các bạn đơn giản là các bạn bấm vào phần update. Ở đây nó có ghi lại những cái cập nhật của cái phiên bản này. Bạn nào mà có hiểu về tiếng Anh thì mình có thể đọc để tìm hiểu thêm. Không thì mình sẽ bấm vào update firmware. Và ngay lập tức thì nó sẽ kết nối mạng của chúng ta, tải cái phần mềm này xuống, cũng như là mình cài vào trong cái cây R1 luôn các bạn nhé. Và khi xong, ở trên điện thoại của chúng ta sẽ hiện một cái thông báo thành công. Và cái cây này nó khởi động lại, cũng như là có phiên bản phần mềm 2.1 ở bên góc. Và tiếp theo thì để xử lý được cái phần liên quan đến delay của cái cây RockQR1 thì chúng ta sẽ phải vào cài đặt và tắt cái tính năng legato đi, để cho cái cây kèn nó sẽ hoạt động một cách trơn tru hơn. Thì chúng ta sẽ bấm giữ FN và ấn thêm sound để vào phần cài đặt này. Sau đó là bấm hai cái nút bên cạnh để mình di chuyển đến phần Advanced. Sau đó nhấn sound. Và tiếp tục là mình sẽ bấm di chuyển đến phần legato, bấm sound để chọn và chuyển sang tắt, cũng như là nhấn sao để lưu lại cài đặt này. Chỉ một cái thao tác đơn giản đấy thôi thì mình đã xử lý được cái vấn đề trễ cho cây RockQR1 các bạn ạ. Đây, mình sẽ test bằng một cái loa mini này. Ngày xưa cái tiếng saxophone là cái tiếng mà mình thấy là nó bị can thiệp nhiều nhất và nó dẫn đến cái tình trạng là nó bị delay. Đó, một cái thao tác rất là đơn giản, mình đã có thể xử lý cái độ trễ cho cây RockQR1. Và khi mà cái vấn đề độ trễ nó đã được xử lý thì mình nghĩ là cái cây RockQR1 nó sẽ cực kỳ bá đạo. Bởi vì từ trước đến giờ cái vấn đề độ trễ nó là cái vấn đề ngăn cản nhiều nhất, khiến cho anh em người chơi chuyên nghiệp chơi là cảm giác không thích lắm. Nghĩa là mình chơi những cái ca khúc nó cần cái tiết tấu nhanh dồn dập
thì nó sẽ xử lý, nó sẽ hơi bị đuối một xíu. Thì với cái phiên bản cập nhật này thì chắc chắn là nó đã xử lý được hoàn toàn những cái vấn đề đó rồi. Vậy thì còn chờ gì nữa, các bạn hãy lên cái phiên bản cập nhật 2.1 ngay và luôn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Nếu mà thấy video này hay thì đừng quên cho mình một like, một subscribe cũng như là nhấn chuông thông báo để nhận được nhiều cái clip mới hơn mình chia sẻ về xá điện tử các bạn nhé. Xin chào các bạn.